Nếu bây giờ được lựa chọn cây cảnh để trồng cho sân vườn của mình mà anh chị vẫn chọn những loại cây bụi hay là cây chậu tre thông thường thì sân vườn của mình thiệt là nhàm chán và thiếu sót. Xin chào quý cô chú anh chị đang xem video của Sài Gòn Hoa. Những loại cây hoa cảnh được cắt tỉa tạo tác đang là xu hướng của nhiều người mua hiện nay. Thì thay vì chọn những loại cây bụi thông thường như thế này, trong thời gian gần đây có rất là nhiều xu hướng, những trào lưu tạo dáng cắt tỉa cho cây hoa cảnh. Cùng điểm qua những tạo hình đẹp mắt, nổi bật và đặc biệt của cây hoa cảnh cho sân vườn nhé. Cách đơn giản nhất để cắt tỉa cho cây trồng đó chính là cắt côn tròn hay là tạo tán thông. Đây là cách đơn giản nhất để tạo dáng cho cây cảnh, dễ thực hiện và không quá cầu kỳ, nhưng chúng mang lại một hình dáng khác cho cây trồng. Cây với tán gọn gàng, đồng đều hơn. Với những loại cây có hoa thì khi nở sẽ đồng loạt rất đẹp. Một số loại cây cắt côn như hồng phụng cắt côn tròn, tán thông, cây mai vạn phúc, tuyết sơn vi hồng, bông trang, hồng lộc hay bông giấy Mỹ và nhiều loại cây khác nữa. Những cây cắt côn này nếu là chọn cách cắt tán thông, trồng chậu rất là đẹp. Với cây cắt côn tròn có thể trồng phối thành từng cụm trong sân vườn, lối đi tạo được hiệu ứng phối cảnh rất là bắt mắt. Nói về những tạo hình của cây cảnh thì đây có lẽ là trào lưu mà được nhiều anh chị trồng cây yêu thích nhất, áp dụng và có thể tạo hình cho nhiều cây. Đó là tạo cây tri hay cây tán dù, cây với một thân thẳng, cắt tỉa hết các cành ở dưới và phần tán bên trên xòe ra như cây dù. Phần tán trên, ngoài cách nuôi từ cây gốc, có thể ghép những cây hoa màu khác nhau nhưng có cùng họ. Những cây được tạo dáng tri như hoa hồng, trâm ổi, bông trang, hỏa châu, râm mục. Cách tạo tác này cần nhiều thời gian dưỡng cây, chăm dưỡng, cắt tỉa từ gốc đến ngọn để được một cây thành phẩm. Và thành quả nhận được cũng vô cùng hài lòng, với những cây phần thân dưới khóa gỗ nhìn rất kiên cố, phần tán trên xòe ra và nở hoa rực rỡ vô cùng thu hút. Nhưng cách tạo hình mà đem lại giá trị cao nhất của cây cảnh chắc chắn là cây bonsai. Mỗi dáng thế mang một ý nghĩa tượng trưng khác nhau. Nếu như cây cắt côn hay tán dù điểm nhấn là phần tán, thì cây bonsai phần gốc là trọng điểm. Gốc già, nhiều âu sần, uốn lượn mềm mại sẽ mang lại giá trị thẩm mỹ cho cây bonsai. Và trên những gốc bonsai đẹp có thể là những hoa màu mới lạ, hoặc ghép nhiều màu hoa càng tăng giá trị của cây. Ngoài những tạo dáng của một cây, một cụm cây thì những tường cây xanh như gừa, cây si được nhiều anh chị quan tâm. Không chỉ mang lại những mảng xanh cho không gian, tường cây xanh còn thay thế cho các bức tường xi măng thô cứng, tăng sức sống cho khuôn viên vườn. Anh chị nào đang có ý định xây dựng một hàng rào quanh nhà thì tham khảo ý tưởng này nhé. Ngoài những tạo hình của cây hoa cảnh mà Sài Gòn Hoa vừa giới thiệu ở trên, thì anh chị nào còn có ý tưởng khác thì nhớ chia sẻ ngay dưới bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón xem những video mới nhất. Chúc anh chị tìm được cho mình cách để tạo hình những cây hoa cảnh bắt mắt và ấn tượng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!